gọi hẳn một một ly nâu nâu nhiều sữa đó, ngồi nhâm nhi một ly nâu sữa, cảm nhận mọi gia vị của cuộc sống và cũng để cuộc sống chậm lại như những giọt cà phê. Và rất là lâu rồi không mới uống cà phê đấy, mặc dù hôm nay người hơi quay quay nhưng mà lại vẫn rất là thích uống cà phê. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức cà phê của quán Jean Cà Phê ở bên khu Thanh Xuân cùng với Nhung nhé. Nhung đang ngồi cùng với các con đó. Thank you.